Hello, xin chào các bạn. Mời bạn theo dõi tiếp những diễn biến của ChessKid Cup, giải đấu thứ 3 thuộc chuỗi siêu giải Champions Chess Tour năm nay. Ở video hôm qua các bạn đã biết, số phận nghiệt ngã khiến cho Quang Liêm và Trường Sơn phải rơi vào thế huynh đệ tương tàn. Liệu rằng cuộc chiến giữa hai kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam thì chiến thắng sẽ thuộc về ai? Sau đây là ván cờ đầu tiên. Ở ván này, Nguyễn Ngọc Trường Sơn được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt D4. Quang Liêm đáp trả bằng nước tốt D5. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã F6. Trắng phi tượng lên F4, hình thành hệ thống khai cuộc London System. Đen để tốt C5, thí tốt. Trắng không ăn tốt đen mà để tốt E3, bảo kê cho tốt D4 và mở đường cho tượng phát triển. Đen cũng không đổi tốt với trắng mà để tốt E6, bảo kê cho tốt D5 và mở đường cho tượng phát triển. Trắng đẩy tới tốt C3, tạo thành kim tự tháp tốt, đúng với tinh thần của khai cuộc London System. Đen phi hậu lên B6, tấn công tốt trắng B2. Trắng hậu C2, bảo vệ tốt. Đen lên tượng D6, gạ đổi tượng. Trắng không đổi tượng với đen mà lùi tượng về G3. Nếu đen đổi tượng với trắng thì trắng sẽ lấy tốt H, ăn lại tượng đen, mở cột H cho xe kiểm soát, kết hợp với hậu gây sức ép lên tốt đen H7. Do đó đen không đổi tượng với trắng mà phát triển tiếp mã D7 lên kết song mã. Trắng phát triển mã D2, đen nhập thành. Trắng cũng lên tượng D3 chuẩn bị nhập thành và kết hợp với hậu gây sức ép lên tốt đen H7. Sau đó thì nhảy mã G5 dồn thêm quân để tấn công tốt H7. Đen thấy vậy đẩy tốt H6 chặn lại ngay. Trắng nhập thành. Đen lùi hậu về C7 kết hợp với tượng tổng tấn công tượng trắng ở G3. Trắng vẫn không chịu đổi tượng với đen mà để tốt E4, dọa sẽ đẩy tiếp tốt E5 tấn công đôi tượng và mã đen. Đen thấy thế đổi ngay tượng với trắng. Ở đây trắng lấy tốt H hay là F ăn lại tượng đen đều được. Nếu lấy tốt F ăn lại thì mặc dù mở cột F cho xe kiểm soát nhưng mà sẽ hình thành hai cụm tốt riêng rẽ và vua trắng thì bị hở. Cho nên trắng lấy tốt H ăn lại tượng đen. Tốt đen ăn D4. Nếu tốt trắng ăn lại D4 thì đen sẽ đổi hậu với trắng. Và sau khi đổi quân xong, trắng có đến 3 cụm tốt riêng rẽ, cấu trúc tốt khá yếu, lợi thế sẽ nghiêng về bên đen. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng không lấy tốt mà lấy mã ăn lại tốt đen D4 và kiểm soát trung tâm. Đen không đổi tiếp tốt với trắng mà nhảy mã C5 kiểm soát trung tâm, tấn công đôi tượng và tốt trắng. Trắng cũng không đổi tốt với đen mà bình sẽ ép sang E1, tăng cường thêm quân củng cố cho tốt E4. Giờ đen mới đổi tiếp tốt với trắng. Mã trắng ăn lại tốt đen, mã đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn lại mã đen. Đen không đổi tiếp mã lấy tượng của trắng mà phát triển tượng D7 liên kết song xe. Trắng lùi tượng V3, tránh bị mã đen thịt mất và vẫn duy trì kiểm soát đường chéo lớn. Đen để tốt E5 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã F5. Đen bình sẽ ép sang E8, làm màn đạp đẩy tốt xuống E4 tấn công tượng trắng. Sau đó sẽ lấy tượng thịt mã trắng. Trắng thấy vậy chạy trước mã về E3 tránh đòn. Đen lên tượng E6 mở cột D cho CA sang D8 kiểm soát. Trắng bình ngay CA sang D1 kiểm soát cột mở D trước. Đen cũng qua sẽ D8 tranh giành cột mở D với trắng. Trắng đổi luôn xe với đen. Xe đen ăn lại xe trắng và kiểm soát cột mở D. Trắng dịch tiếp con xe còn lại sang D1, quyết không cho đen kiểm soát được cột mở chiến lược này. Đen đổi tiếp xe với trắng. Hậu trắng ăn lại xe đen và kiểm soát được cột mở D. Nếu bây giờ đen lấy tượng ăn tốt trắng A2 thì trắng có hậu A1 tấn công tượng đen và tốt đen A7 ở phía sau. Đen chắc chắn mất lại một trong hai quân tốt A7 hoặc B7. Do đó ở ván cờ thực tế, đen chưa vội lấy tượng ăn tốt trắng A2 mà đẩy tốt B6 trước đã. Trắng thấy vậy cũng đẩy tốt A3 tránh đòn. Đen dịch vua sang F8. Trắng phi hậu lên A4. Đen đẩy tốt G6. Trắng đẩy tốt C4 phong tỏa tầm hoạt động của tượng đen. Đen đẩy tốt A5 để hậu có thể rảnh tay làm việc khác. Trắng đẩy tốt B4 gạ đổi. Đen đổi luôn tốt với trắng. Hậu trắng ăn lại tốt đen chiếu. Đen chạy vua G7. Trắng đẩy tiếp tốt lên A4. Đen đẩy tốt E4 tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng về E2. Đen lùi mã về D7. Sau đó thể nhảy lên C5 hoặc là E5 kiểm soát trung tâm. Trắng nhảy mã D5 tấn công hậu đen. Đen đổi luôn tượng lấy mã của trắng. Tốt trắng ăn lại tượng đen và biến thành tốt thông, mở đường cho hậu tấn công tốt đen E4. Đen phi hậu lên E5, vừa bảo vệ tốt vừa tấn công lại tốt thông của trắng. Trắng hiệu B5 vừa bảo vệ tốt thông vừa tấn công mã đen. Đen chạy mã F6. Hậu trắng ăn tốt đen và trắng có được hai quân tốt thông. Lúc này đen có thể lấy mã thịt lại tốt thông của trắng ở D5 và tấn công hậu trắng. Nhưng mà đen lựa chọn phi hiệu xuống A1 chiếu, trắng chạy vua H2, hậu đen ăn A4. Trắng đẩy tiếp tốt thông xuống D6. Lúc này thì đen nên đi hậu A1 ngăn hậu trắng D4 bảo kê cho tốt thông phong cấp. Thế trận vẫn cân bằng cho cả hai bên. Tuy nhiên thực tế hậu đen lại bị hết xăng giữa đường cho nên không xuống được A1 mà dừng lại ở A2 tấn công tượng trắng. Và đây là một sai lầm. Trong những sai lầm này, trắng lùi hậu vệ D4 ghim mã đen và thí tượng. Và máy tính đánh giá đây là đường đi thiên tài. Lần này thiên tài nhưng không phải chết. Vì nếu hậu đen ăn tượng trắng thì trắng đẩy tốt xuống D7 và không gì có thể cản được tốt trắng biến hình thành siêu xe ra. Đen sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám ăn tượng trắng mà lùi hậu vệ A8 ngăn tốt trắng phong cấp. Trắng vẫn cứ đẩy tốt xuống D7. Đen hậu D8 chặn đường tốt trắng tiến tiếp xuống và bảo vệ mã. Trắng phi tượng lên B5 bảo kê cho tốt thông. Quân mã F6 đã được hậu bảo vệ. Đen lùi vua về G8 tháo ghim cho mã. Lúc này thì các quân của cả hai bên đang giằng có nhau. Trắng mặc dù có lợi thế tốt thông sắp phong cấp nhưng mà đã bị chặn lại. Trắng lựa chọn đi một nước chờ là vua G1, cũng có thể là tránh bị đen nhảy mã G4 chiếu trộm. Bây giờ đến lượt đen đi. Nếu đen cứ dây dưa đi vua G7 hay là H7 thì cũng còn lâu trắng mới có thể thắng được. Nhưng mà không hiểu kiểu gì đen lại đi một nước sai lầm là mã H7. Chắc là vì không muốn cái nỗi đau nó kéo dài ra thêm. Trước cái sai lầm này thì hậu trắng ăn không tốt đen E4. Đen nhảy mã về lại F6 tấn công hậu trắng. Tưởng rằng trắng sẽ phải chạy hậu, ai ngờ trắng cắm thẳng hậu xuống E8 chiếu. Và sau nước đi này, biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đành chịu thua. Nếu tiếp tục thì anh chỉ có cách là lấy mã ăn hậu trắng, tốt trắng ăn lại mã đen. Không cần phong hậu mà chỉ cần phong xe thôi, chiếu. Nó buộc đen phải phế hậu ăn xe trắng. Cuối cùng thì với việc lợi thế hơn hẳn một con tượng, không khó cho trắng có thể giành được chiến thắng. Như vậy, đại kiến tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã xuất sắc chiến thắng ở ván cờ đầu tiên. Sang ván thứ hai, đến lượt Quang Liêm được cầm quân trắng đi trước. Hai anh đưa nhau về thế tàn cuộc mã tốt, thế cờ khá cân bằng. Nhưng mà có lẽ do nôn nóng để gỡ hòa cho nên Quang Liêm đã mắc phải một số sai lầm khiến cho Trường Sơn tận dụng được và thành công phòng hậu. Tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về Trường Sơn. Sang ván thứ ba, Sơn chỉ cần thủ hòa là có được chiến thắng. Nhưng mà với tinh thần quyết thắng chứ không quyết hòa, Sơn vặt được rất nhiều tốt của Quang Liêm. Và với tàn cuộc xe tượng đánh nhau nhưng hơn hẳn 4 quân tốt, Trường Sơn tiếp tục chiến thắng. Chung cuộc, Lê Quang Liêm thua trắng sới 3 ván không gỡ và bị đẩy xuống thi đấu ở nhánh thua. Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiến vào bán kết gặp người đã hạ Lê Tuấn Minh ở vòng 1 là đại kiện tướng Oparin Grigori. Liệu rằng Trường Sơn có thể vượt qua được Grigori để tiến vào chung kết hay không? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.